Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Mình đang có mặt tại cuối sân bay các bạn nhé. Cuối cái giữa cái sân bay mà cái dần vải như mình ở phía bên này này. Nhưng còn phía bên này là trường bắn này. Thì xây bình lao rồi này, phía trên kia là trường bắn, à, tức là là cái đất mà thu hồi, còn cái khu này vẫn là sân bay, vẫn là đất quốc phòng nhưng mà chưa thu hồi các bạn nhé. Thì táo, cam, bưởi vải của bà con anh chị em thì vẫn được trồng và vẫn thu hoạch bình thường. Đấy thì gọi là ra thăm vải và gửi cập nhật gửi đến các anh chị các bạn một chút cái tình hình táo ở dưới này xem tình hình ra sao nhé táo xuân táo đài loan và các loại cam bưởi xem là tình hình hoa quả thế nào nhé Đó, đây khu này toàn bộ là táo còn đây thì giờ mình mời các bạn sẽ đi thẳng sang phía bên này xem là cái đường có vào được phía bên trong hay không nhé xong rồi chúng ta sẽ quay ra để xem uh, quay ra ngắm táo nhé. Đây, cái đường đi uh, Táo sen với vợ. Dưới này táo xuân cảm giác cũng vàng lá Vàng lá nó không được xanh Rằng là cũng Cam phía bên này Cam nhà ông bạn mình đây Đó, Một số vàng quả rồi Nhưng muốn ăn được rồi Wow cổng chắc chắn lắm các bạn ạ không vào được Kìa. Yeah. làm cổng rồi có gì phải quay ra đây. wow tưởng rất là cao và anh em ở trong này cũng đang xây xong hết rồi cam bưởi ui đây táo những chú họ nhà mình đây à, cam những chú họ mình đây wow đây còn có cây anh em ở phía trong này như là đang ui chim đen này các bạn này Đó, đây mà các bạn cùng luôn nhé wow phía trong này là cây cối anh chị em giờ lại không vào được rồi bây giờ chỉ còn tất cả cả là khóa này dây thép dây thép bành lao ở phía trên này. đấy không leo được các bạn nhé thế này cũng không leo được luôn, không muốn vào không thể vào được, nói chung là rất là chắc chắn luôn. Đấy, thôi bây giờ chúng ta sẽ quay ra cùng ngắm những vườn cam và vườn táo ở phía bên ngoài để xem mức độ ra sao nhé. Rồi. À, chúng ta sẽ cùng xuống đây, à, vào những vườn táo xuân của cậu em đây lá nó hơi vàng hơi cây cảm giác hơi đuối chăm thì cũng rất là khỏe đây táo kết hợp với cam ui khoanh không để trên cao này nó khỏe lên cao này quả thì cũng được anh nhưng mà không thấy mỡ phải không các bạn đó này cũng được phết đấy chứ nó quả cũng tương đối là nhiều quả to quả dài phết này đó, ở khu này thì gần đây nhé các bạn nhé gần 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 đây thì các bạn là vẫn sát cái đường này còn dễ đi nhé Còn phía bên dưới này này là không có đường đi đâu. Nên là việc mà thu hoạch của bà con ví dụ như là có táo mà chở cũng khợ, cũng 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 vất vả. Không có đường đi luôn các bạn ạ. Bởi vì cái đường thì đi sang kia này và đường nằm ở cái đường chính trước đây cái đường mà để xuống vườn ấy thì nằm mà chính ở trong cái chỗ thu hồi hết rồi. Giờ xây vành lao kín hết nên không đi được. Đó, đây chỗ này thì ok không các bạn? Nên là nhiều bác có cam, có bưởi, có táo ở dưới đấy thì năm nay đúng là cũng một là không có giếng thứ hai là không có điện thứ ba nữa là không có đường đấy. điện đường trường trạm không có gì cả nên là đa phần là nếu còn thì cũng làm cái theo kiểu là cầm chừng thôi để cho một năm vài năm tới nữa mà nhà nước có lấy thì có hỗ trợ lại thì có được thêm tí tiền là thôi chứ còn nói chung để mà mà làm để hiệu quả thì có lẽ hơi khó khăn đấy để đây có mấy cái bể này đây bể uh, phun thuốc sâu ôi hai bể xây to thế bẻ ui có con, con chim to bay là mình giật mình nói chung là, ở táo tao xuân thì ở đây cũng cây thì cây thì cảm giác nó cũng hơi cằn các bạn nhé đây, cây hơi cằn cằn lắm cảm giác lá nó rất là vàng và xấu quả thì rõ là to tương đối là to và nhiều nhá nhưng cảm giác quả nó cũng tương đối là to đấy các bạn <laughs> đấy, các bạn nhìn thấy quả tương đối là to và mỡ nhá nhìn lại ngược hẳn so với cây Ông, ông, chú em thì xây hai cái bể để để ngâm nước ngâm đây là ngâm đạm sinh học các bạn Đấy, ốp cả um, gạch men gạch các thứ vào rất là ok nhìn vườn rất là đẹp Đó. đây phía dưới này chỗ đoạn dưới này cảm giác cây xanh hơn một chút này Đó, quả thì cũng tương đối là nhiều tất nhiên là tao xuân thì nó dụng sinh lý là không tránh khỏi nhưng mình chia sẻ đây những quả nó vàng vàng này dụng thì không thể tránh khỏi được rồi đó. đây còn cái lớp mà cái hoa lớp hoa mà bị bị mưa cái thời điểm mà tháng 8 này nó mưa nó thối một cục vào bây giờ này còn quả nào nó đậu thì nó đậu này còn không là nó thối hết sạch luôn này không còn một tí gì luôn này các bạn này đó cái đợt mưa mà mà dằm tháng 8 này gọi đợt mưa trung thu đấy mưa có mấy ngày thôi ấy. mà nó hỏng gọi là quả bé cũng hỏng quả to cũng hỏng quả thối nói chung là hỏng đến thời điểm này, này quả này cũng là bị hỏng từ cái lớp mưa đấy này. Đó. Còn cái lớp trước một số không nó khỏe hẳn thì không vấn đề gì nhé. Đấy thì ở đây cảm giác là quả cũng rất là nhiều nhé. Cây thì hơi cằn hơi xấu một chút đấy. nhưng quả thì nó cảm giác nó to và mỡ đây các bạn. Quả tương đối là to nhé. Đó. nói chung là cái lượng táo của bà con anh em mình ở cái sân bay này lúc năm ngoái cái đám mà nhà mình ở phía trên đấy thì diện tích nó cũng thu hoạch nó rơi vào mất khoảng tầm 20 mươi thôi nói chung không đáng kể gì so với cái đất lục ngạn này các bạn ạ bởi vì đất lục ngạn nhà mình này thì cái diện tích táo nó vào khoảng vài trăm ngàn ha nó rộng lắm các bạn ạ vài trăm ngàn ha vì một ngày nếu đúng chính vụ mà thu mua để vận chuyển ra thị trường ấy nó hàng nghìn tấn một ngày hàng nghìn tấn một ngày các bạn nhé vì một tấn thì nó bỏ em thế đâu Mỗi cửa cân 10 tấn mà 10 cửa cân nó hàng trăm tấn rồi Và chỗ mình này nó hàng trăm cửa cân Vậy thì nó hàng nghìn tấn là bình thường các bạn ạ Nên là diện tính nó rất là lớn Còn là cái sân bay này thì Cũng là cái gọi là cái chỗ chủ lực ở chỗ làng mình ấy Nhà mình luôn ấy Nên là khi mà thu rồi thì cũng cảm giác cũng <laughs> Đuối hơn các bạn ạ Còn một số thì anh em thì còn lại thì duy trì để chờ hy vọng là những năm tới hoặc là một thời gian tới mà ở nhà nước người ta có thu hồi ấy, Người ta mở rộng để làm cái Công việc của quân đội của quốc phòng ấy, Thì lại được hỗ trợ tiếp Tất cả chỗ mình đang đứng này, này Nó đều là hết cả thôi Đây còn vườn vải của mình đây Đây vườn vải như mình ở kia các bạn này Đó cái chỗ trăng trắng trắng kìa Đấy là cái lá vải nhé Đây thì trên này là cam ờ, Rồi táo đây Vườn vải đây Đó, Nhìn thấy ngay đầu vườn luôn mà các bạn Đấy đầu vườn đây Thế Tất nhiên là Một số thì cũng mong muốn là được thu luôn thì để hỗ trợ đỡ phải làm một số thì vẫn mong muốn có đất để làm bởi vì thực ra là để thu hoạch ở cái kênh quả này thì cũng rất là lớn nhé một năm cái canh đồng này, này, đem lại cho bà con mình hàng nói chung là dùng cái số tiền như bao nhiêu thì để trong đếm được hết bạn chắc nó cũng phải có hàng mấy chục tỷ chứ không ít các bạn ạ Đó, đây, đây, phải đây các bạn này. Đó ôi còn cam của mấy ông anh này thì đẹp thật cam của mấy ông anh hàng xóm này thì đẹp vẫn ok lắm đây, Đó, đây là cam vinh hay cam lòng vàng các bạn nó chuẩn bị được thu rồi nhé Đó, nhưng mà cam này hơi dám mã hơi kém tí Đó, nếu cây là khỏe nó cũng được hàng nó to nó cũng được hàng tạ quả đấy rất là cao cây cao ba bốn mét rồi vải này thì lại chờ vụ tới vụ vừa rồi là mất vụ vừa rồi các bạn xem video là cái vườn này mất trắng luôn đấy nó ra cái lớp hoa đầu tiên nó rụng cái luôn rụng cả cuộng luôn ấy. không còn gì cả đây chờ vụ 2024 nhé đây còn không là lại cứ chờ đợi để cho nhà nước thu hồi xem có gì hỗ trợ sau được phần nào thì hai phần đó đó đấy tức là mức ở à, mức độ này cầm chừng ấy các bạn đây còn đây táo đây còn trở lại vấn đề táo ấy thì ở cái cánh đồng sân bay này đội mình uh, giải phóng đi cái, một cái diện tích đất nó không đáng kể đâu các bạn ạ. thực sự so với cái diện tích tổng nó không đáng kể gì cả bởi vì là nhiều bác thì bảo chắc là năm nay tao đắt vì vì thu hồi mà thực ra thu hồi cái này nó có bỏ bèn gì đâu Nó gọi là cái có, có con muỗi ở trong một cái <laughs> cái rừng này các bạn ạ cái chỗ mà sân bay rồi mình thu hồi ấy, gọi con muỗi trong một cái rừng muỗi thôi một con muỗi trong một cái rừng muỗi thôi không bỏ bèn gì nên là quan trọng nhất là thứ nhất được mùa thứ hai là chợ xuân sẻ để duy trì được cái cái giá nó ổn định cho bà con nhé đấy, con ô táo đây thì cũng là cũng rất là đẹp ở cái sân bay mình này bạn từ trước đến giờ làm táo cảm giác còn dễ hơn ở trong đồng các bạn ạ đấy, quả đây đấy, 8, đám nhà hàng xóm đấy nhà mình nhé đấy, quả ok đấy, rất là ok nhé to dài cây thì cảm giác không vàng các bạn à, cây cảm giác không xanh nhé nhưng mà quả thì nhìn tương đối là đẹp và mỡ nó dài quá phía trên này cũng thế này đó nhìn rất là ổn chứ so với đám trên thì đám dưới này là lá nó khỏe hơn cây nó khỏe hơn mà quả thì nhìn nó thích hơn đây. đám này là đám nhà một cậu em khác Còn đám này là đám một nhà ông anh anh khác nhưng mà cái lượng quả ở đám trên này cũng được cây hơi xấu nhưng quả thì vẫn đẹp các bạn nhé đây, quả đây đó đây đám trên đám dưới cách một cái bờ cánh kỹ đường mình đi này đó, đây quả đây Tương đối là dài nhé Bằng ngón tay này các bạn này Vậy thì sau nhiều bạn cũng hỏi là Vậy thì từ lúc ra hoa đến lúc mà được thu hoạch thì khoảng bao lâu Nó rơi khoảng tầm 8-90 ngày các bạn nhé 8 đến 90 ngày Đó Ồ, oh, đây có nhện đỏ rồi các bạn ơi. Nhện đỏ đây rồi À không phải, phải không? Không phải Nhìn từng nhện đỏ cơ Nhưng mà vì năm nay nhện đỏ nó ra rất là sớm Nhện đỏ năm nay nó 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 xuất hiện cực kỳ sớm nhé Uh, xuất hiện trên táo này uh, do là cái lúc mà năm nay chưa lần nào nhận đỏ xuất hiện trên vải thiều nhưng năm nay nhận đỏ và vải thiều cực kỳ nhiều nên là có lẽ là cái giống má từ, từ vụ vải nó, nó bay sang táo nó rất là nhiều thành ra là nhiều bác đã phải xử lý một vài lần rồi đấy một vài lần rồi đặc biệt là với cái giống kim đào mật lá nó nhăn nhăn và nó rất là thích hợp cho cái rồi nhận đỏ nó làm tổ và nó sinh trưởng <laughs> Còn như thế này thì mình nhìn ban đầu tưởng có nhện đỏ nhưng mà cũng không phải Sạch lắm, lá rất là sạch, rất là ok nhé Cái này là cũng rất là, là đạt rồi, Ồ, là được rồi Thế còn thì nhện đỏ thì nó sẽ bùng, à đây cũng có, cũng loáng thoáng các bạn nhé Cũng mật độ cũng tương đối nhiều, đây nhện đỏ này, mình nhìn cũng thấy, cũng nhìn thấy có thật đây các bạn ơi, đây. đây mình nhện đỏ đây để mình sẽ xoay rõ vì nhiều bác cũng không nhìn rõ đây các bạn nhìn thấy nó di chuyển ở trên cái lá chưa à, để nó bắt nét để cho đi nhé đó đây 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 con nhện đỏ đây đó đây nó đang đi này đấy nó bò lên đấy, bò gần vào tay móng tay mình này đó đây nó đang di chuyển rất nhanh luôn này đó mật độ giờ rơi vào khoảng tầm 4 đến năm sáu bảy con một, một lá rồi cái tầm này là bắt đầu phun được rồi các bạn nhé phun được rồi bởi vì là đây ở trên mặt lá này nó rất là nhiều luôn đây cực kỳ nhiều luôn đây các bạn nhìn thấy chưa đó đây mặt lá đây đây nhện đỏ đây và đây nữa này tất nhiên mật độ này thì nó chưa dày nhưng các bạn có thể là cũng đã bắt đầu phun được rồi mật độ nó rơi vào năm bảy con một lá thì là ok đây mặt trên mặt trên một lá nó cũng rơi vào năm bảy con rồi đây cuối lá này hai con này ba con này và thử xem ở mặt dưới nhé đó mặt dưới xem là nó sẽ còn nữa không nha bởi vì ổ trứng của nó rất là nhiều nên là việc mà xử lý thì phải dùng cái đắc trị của nó qua là ok dưới này cũng rất là nhiều các bạn ạ nhiều lắm đây thì năm nay cái nhện đỏ nó xuất hiện rất là sớm là như vậy nên là nhiều bác cũng phải để ý thăm vườn nhé hoặc là nếu có tuổi thì các bác cũng phải một là phải bảo anh em nào hoặc là con cháu nào tinh hoặc là đặc biệt là các bác mà chưa trồng táo hoặc là chưa va chạm với con nhện đỏ thì tất nhiên là nhìn phân biệt nó sẽ hơi khó hoặc là nhìn không kỹ nó sẽ không được rõ đâu thì các bạn cũng có thể qua video này các bạn có thể tham khảo nhé để làm sao xử lý bởi vì thực ra là nếu nhện đỏ nó bùng lên thì nó rất là hại cây và hại quả đấy hại cây hại quả đó đây. đó và mùa này thì nó chưa bùng mạnh nhưng nếu khi mà nó bùng mạnh nhất thường thường nó rơi vào khoảng tầm tháng 12 âm lịch cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch sẽ một cái đợt bùng mà nó cảm giác là lá cây nó vang luôn các bạn ạ cả một cái vườn nó vàng luôn và nó héo lá luôn nó rụng lá luôn quả ăn nhạt thích luôn nếu có quả rồi nhận đỏ nó là nó hút cho quả ăn nhạt luôn quả héo luôn đấy các bạn không thành quả nữa đó nên là rất là nguy hiểm còn thời điểm này thì mình xử lý nó ít này thì mình xử lý nó 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 cũng sẽ đơn giản hơn nhé còn bình thường không kia thì mình sẽ phải sử dụng cái đặc trị bởi vì thằng nhận đỏ thì nó hay kháng thuốc các bạn ạ đó. còn cái nhện đỏ thuốc nhện đỏ thì mình vẫn gửi cho các anh chị em trên mọi miền tổ quốc luôn đặc trị nhện đỏ nhá thì có rất nhiều các bác cũng dùng rất nhiều cái chế phẩm cũng rất nhiều cái cách làm đúng nha thì các bác cũng có thể dùng theo kinh nghiệm của mình còn nếu các bác chưa biết chưa cách nào nó dùng cái đặc trị thì các bác có thể alo hoặc là zalo cho mình kênh nhuận đục lại gửi cho các bác đến tận nhà luôn đặc trị nhện đỏ nhé đó bởi vì nói thật các bác là rau nào sâu ấy mà cây nào thì bệnh đó sâu đó mà à, với cái ông táo này thì phải xử lý được hai vấn đề là ruồi vàng và nhện đỏ. Đấy, ruồi vàng thì nó đục quả còn nhện đỏ nó hại cây. Nếu không xử lý được hai vấn đề này thì khó mà thu hoạch được các bạn. Không thu không thu hoạch được đâu. À, ở đám trên này thì sẽ kém hơn đám dưới. Cái đám nhà ông anh phía dưới thì sẽ tốt hơn đám trên này. Đấy tất nhiên là như mình chia sẻ thì cái lượng quả trên này cũng không kém đâu tất nhiên là cây nó cảm giác nó hơi đuối một chút nhưng mà quả nó cũng tương đối là dài nhé và đám dưới thì cái tỷ lệ dụng tức là cây nó khỏe hơn ấy, thì dụng sinh lý và nó vàng quả nó bớt hơn Thế nên là các bạn cứ nhớ là một cái điều là khi có quả thì các bạn tăng cường phân nhé tăng cường phân bằng cách là phân chuồng phân NPK. hoặc là kích dễ humic để cho làm sao cứ gốc khỏe cây khỏe để cây nó thấp hấp thụ được dinh dưỡng ấy, để nuôi quả nuôi cây ấy thì nó sẽ bớt dụng sinh lý hoặc bớt vàng quả bớt dụng đi rất là nhiều đó, đây các bạn nhìn thấy cái lớp hoa mà đợt vừa rồi nó mưa nó tai hại như này không? đó dụng còn dụ, không còn một tí gì cơ đây nhìn đây những cái quả nó khô đây quả nó bé nó teo đây đấy cái cơn mưa đấy thì rất nhiều anh chị em cũng đã gọi điện nhắn tin và như ở vườn mình chỗ khu mình đây là nhiều vườn xóa sổ các bạn ạ. đúng nhiều vườn xóa sổ luôn kể cả như vườn nhà mình nó cũng dụng gọi là gần như hết thực sự đây nó dã man thật đấy nó ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp các bạn nhé gọi là xóa sổ luôn là cũng đúng đấy thì mình sẽ xuống cái chỗ rìa rìa kia nữa nhé còn năm nay thì không không được ra thăm táo sân bay không đưa được các bác ra sân bay thăm táo bởi vì những năm trước ấy thì cũng đưa các bác các anh chị ra sân bay thăm táo hoặc là ra vườn táo sân bay nhưng năm nay thì chỗ nhà mình thì nó nằm giữa cái chỗ đất thu hồi ấy tiền đã tiêu hết rồi các bạn ạ từ <laughs> cái chỗ thu hồi hỗ trợ tiền đã tiêu hết rồi nên giờ chỉ còn ra đi thăm thăm táo ở ngoài này thôi ngoài này thì mình không còn táo chìm chim cò này giữa hai bên là cam cái vườn cam này thì cũng không có quả năm ngoái có rồi à, còn đây thì táo của nhà ông anh đây đây là cái vườn, cái đường mà đi vào vườn vải của mình nhé. Mình đi bán vải, mình chở vải là vào phía trong này. Đó. đây, oh, đây táo chiêm này. Loại này là ruồi vàng nó cũng đã chén xong rồi các bạn nhé. Đây, đây những quả này rùi vàng nó chén xong rồi. Đó, ọp hết rồi. Thì có một hai quả người ta cũng trả trăm, trả ấy gì cả. Đây, mình bóp cho nó vỡ luôn ra nhé. Đây, nó mọ, gọi là rùi vàng nó ăn hết rồi các bạn nhé. Đó. Đó, thấy chưa? rồi vàng ăn sạch không xử lý được cái này là không được ăn đấy thế này nó ăn hết rồi quả kể cả quả này các bạn nhé đây kể cả quả này thì rồi vàng nó cũng chén rồi đây mình đập ra xem à quả này thì chị ung trứng rồi các bạn ạ Ồ, thấy ngọt rồi các bạn nhé đây đã thấy ngọt rồi quả này vẫn được ăn đây rồi vàng này rồi vàng châm vào đây này nhưng mà nó vẹo đi này nhưng mà chị ung trứng vào thì vẫn được ăn đó à. không có gì cả đây à. ngọt luôn rồi các bạn nhé thấy ngọt luôn rồi mình nhậm luôn thử các bạn thử xem này đây thịt nó trắng bong luôn này ừ. ấy nên là cái xử lý rồi vàng này nó phải... cái thời điểm quả non này xử lý định kỳ các bạn nhé không thể xử lý một lần được đâu bởi vì ví dụ như là Rồi vàng các bạn phun thời điểm hôm nay như ngày 5 ngày nữa nó mẹ đốt thì các bạn phun định kỳ nó sẽ chết còn các bác phun một hai lần thì nó không vẫn không được không giải quyết được. Quan trọng các bạn phun định kỳ đến trước khoảng khi mà quả nó chuẩn bị vào đường nó to to lên ấy. Trước thu hoạch khoảng tầm 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi, tức là phun khoảng tầm 3 đến 4 lần các bạn nhé Phun cái này khoảng tầm 3 đến 4 lần thì sẽ ok bởi vì một cách khoảng 12 10 đến 12 15 ngày phun lại một lần. Mà quả này thì thì mình phun đến khoảng tầm định kỳ khoảng hai uh, tháng đúng không nhỉ còn một tháng cuối mình dừng phun để mình thu hoạch thì nó đã thời điểm nó đã rất là ok rồi Tức là mình phun khoảng tầm một tháng tháng rưỡi à, tháng rưỡi hoặc gần 2 tháng đấy định kỳ như thế thì nó sẽ ok à, riêng cái thằng rồi vàng nhé đấy, còn thằng nhện đỏ thì chỉ cần xử lý một lần là ok rồi uhm, uhm, quả ngọt lắm quả đã ngọt lắm ăn ngọt thật đấy còn đặc biệt là với miền Bắc mình ấy thì cái dồi vàng nó sẽ phát triển mạnh nhất từ cái thời điểm mà nắng nóng này thời điểm này và thời điểm uh, khoảng tầm đến tháng 11 còn từ tháng 11 đến khoảng tầm tháng riêng thì gần như là không có gần như là kể cả các loại lớp luôn lớp quả luôn gần như không có luôn còn bao giờ ra tháng, tháng riêng giữa tháng riêng đến tháng 2 thì nó sẽ có nó nóng trở lại ấm sau mà xuân thì nó sẽ ấm trở lại nó sẽ sẽ có các bạn nhé đó tức là nó sẽ 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 phát triển mạnh nhé. cái thời điểm phát triển mạnh nó như thế còn uh, trong miền nam thì có lẽ là cái thời tiết nắng ấm thì nó sẽ phát triển gần như là nó sẽ mạnh hơn còn như ở mình đội mình thì có thời điểm thôi có thời điểm các bạn nhé ruồi vàng nhện đỏ nó có thời điểm thôi chứ không 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 gọi là nó quanh suốt được cả Đấy, nó có thời điểm rộ thôi các bạn các anh chị ra thăm vườn táo tại khu cuối sân bay nhé, Ở chỗ này anh em mình mới dùng từ cuối sân bay thì táo thì cũng rất là ok, đấy còn đặc biệt là cũng thấy ruồi vàng à, nhện đỏ nhé, còn ruồi vàng thì cũng vẫn duy trì, còn như nhện đỏ thì cũng đã bắt đầu rồi, thì các bạn các anh chị cũng để ý nhé, thì à, tình hình táo của bác, các anh chị có như thế nào các anh chị cùng quan sát kỹ vườn nhé, để ý ra quan sát từng mặt lá này, trên lá này, dưới lá này, quả này, quan sát thật kỹ nhé, đừng có đi xa nhìn nhìn cách mét là cũng khó nhìn, và đặc biệt các bác mới đây thì cũng gửi đến các bạn các anh chị một chút cái tình hình gọi là táo đến thời điểm này là như vậy và chú ý cái mấy cái con gọi là phải xử lý chứ không là táo không được ăn đâu thì cũng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo và chúc bà con các anh chị trồng táo được mua được giá và chúc thành công còn cái thuốc thang bệnh tật cây táo giống thì các anh chị có thể alo cho mình theo số điện thoại 0368052750 xin chào và cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo